Mình con chưa chào mọi người hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc hiểu N3 giáo trình sinh gan gen môn năm và chúng ta vẫn đang trong dạng tìm kiếm thông tin dạng này khá là dễ mà điểm lại cao nên các bạn cố gắng luyện thật nhiều dạng này để chúng ta sẽ lấy được 8 điểm nhé tức là một câu và sẽ có hai câu hỏi mỗi câu sẽ được 4 điểm tổng là 8 điểm nhé cố gắng luyện nhiều phần này tại vì phần này dễ không cần phải đọc cả bài mà chúng ta chỉ cần đi tìm những cái thông tin mà cần thiết thôi và chúng ta sẽ xa lên thôi tra từ câu một lên trên bài là được nhé ở à, chúng đây chúng ta đây sẽ có một cái bảng đây là một cái tòa nhà đây là một cái tòa nhà nhé đây là cái thông tin về tòa nhà đây sẽ apato zoho saito Đó là cái thông tin về cái căn apato căn chung cư này nhá đây là cái nét tổ là cái trang của my house cái trang của cái nhà này thôi đó và chúng ta sẽ xem qua về cái bài này qua về cái trang này À, đầu tiên là sẽ là từ nhà ga Nakai Yamada à, đi bộ khoảng 5 phút nhé thô hồ, hồ là đi bộ khoảng 3 phút 3 phút nhé và cái căn chung cư này Apato này thì nó ra cự là cái khoảng mốc thời gian mà nó xây ấy à, xây được 10 năm và tiền nhà là ba man ba man nhé và Shikikin nó là cái tiền mà tiền cọc nha Shikikin là tiền cọc nhé là một tháng đóng một tháng ấy còn tiền re khi là tiền mà người ta gọi là tiền ơn nghĩa tiền trả ơn cho cái uh, chủ nhà người đã cho mình thuê đấy đúng không cái này thì ở việt nam không có đúng không còn ở bên nhật thì ví dụ mình thuê nhà người ta thì mình phải trả tiền trả ơn cho họ nha tiền gọi là cảm ơn đấy cảm ơn đã cho tôi thuê nhà đấy nhá thì một tháng một này và cái diện tích nhá diện tích của nó là khoảng uh, 19,84 mét vuông và nó hướng về phía nam, Minami thì kia hướng về phía nam nhé căn nhà nó hướng về phía nam. Và căn phòng nó là tầng 2 của một tòa nhà 5 tầng nhé nó là nằm trong tầng 2 của tòa nhà 5 tầng nhé Và đến siêu thị thì khoảng 400 400 m, 100 m đến siêu thị. Và Tsurio Murio, Tsurio nó là tiền kiểu như tiền môi giới ấy, tiền phí môi giới ấy thì được miễn phí, miễn phí tiền môi giới này. Và... Keyaku toki niwa Khi mà... kia là hợp đồng không? Kiểu ký hợp đồng ấy Thì... Phải như thế nào? Phải... Um, phải đóng này Một tháng tiền nhà này Yachi nhá Một tháng tiền nhà là một tố này Và này Shikikin Đấy là cái tiền đây Là cái tiền mà... Um, tiền... Um, tiền cọc ấy Đấy là một tháng đây, Một tháng nhá Và tiền... Rekinkaku Nó là cái tiền... Um... Cảm ơn ấy Thì... À, một tháng cũng được Đấy Thì uh, Và Pết tổ Là động vật cánh ấy Thì um, Sẽ được bàn bạc Kiểu như bàn bạc Sẽ có được Nhưng mà phải bàn bạc đã cả nhé um, Chúng ta sẽ xem câu hỏi luôn này Cái <laughs> Yakusuru Toki ni Ikura Hichiyoka Là khi mà, mà Hợp đồng ấy Thì phải trả bao nhiêu tiền Cái này khá là dễ này Đúng không Đây chúng ta sẽ xem nhé um, Cái đoạn này Chúng ta tìm đây này Đấy, khi mà hợp đồng này phải một tháng tiền nhà này một tháng tiền nhà là ba man đấy cộng tiếp này cộng với uh, một tháng uh, tiền cọc này là um, bằng một man ba uh, man nữa đúng không một tháng tiền nhà nữa là ba man nữa và cái tiền mà cảm ơn uh, kiểu cảm ơn chủ nhà ấy thêm một tháng nữa thì có nghĩa là chín man đấy chín man đấy quá là dễ đúng không khá là dễ chúng ta cái đi tìm trên bài thôi Nhé, không nhất thiết là phải đọc các bài đâu nhưng mà đây mình đang hướng dẫn nên là mình sẽ dịch hết cho, cho mọi người thôi nhé đó thì chúng ta cứ so so lên vậy là được và chúng ta sang câu 2 luôn này là cái đáp án mà nó phù hợp với cái nội dung của bài với cái giải thích của cái căn căn hộ này là cái đáp án nào à, chúng ta cứ đọc từng câu hỏi chúng ta tra lên bài nhé là căn phòng này hay ya quá gồ cái nia được căn phòng nó có ở tầng 5 thì chúng ta đi tìm coi căn phòng ở chỗ nào thôi đây căn phòng đây nó nằm ở tầng 2 của tòa nhà 5 tầng nhá, chứ không phải là ở tầng 5 đúng không? Nên là câu này sai luôn. Câu 2 nhé. Ờ uh, beranda wa uh, minamiga wa ni là cái hành lang đúng không? Hành lang thì nó có ở phía bên phía nam. Còn bên hành lang ở phía nam thì chúng ta xem ở trên bài có hành lang hay không. Trên bài này chúng ta không thấy hành lang đâu nhưng mà đây có một chỗ này nó hướng về phía nam có những căn nhà thì cái hành lang nó cũng vậy thôi nó cũng phải hướng về phía nam còn bên đà đây chúng ta nhìn cái căn nhà đây đây này cái, hành lang này nhá các bạn xem cái ảnh này nhá về đà đây đây thì cái nhà hướng về phía nam thì cái hành lang này nó cũng hướng về phía nam đúng rồi con này chính xác luôn nhưng mà chúng ta cứ phải đọc câu sau đã để cho nó nói nhá là không thể nuôi chó nuôi thể không thể nuôi chó thì cho xem nhá đây này Vết tội động vật cánh này thì có khả năng sau khi bàn bạc đấy có nghĩa là có thể được mà phải bàn bạc đã nha thì mới được nuôi nên là câu này sai Và câu 4 Là Hei ni ofuro ga nai Là căn phòng này thì Không có Ofuro là phòng tắm Mà không có cái bồn tắm Thì chúng ta xem Chúng ta xem trên bài có chỗ nào Bảo có phòng tắm hay bồn tắm hay không Chúng ta xem đánh mắt nhanh nhé, Xem có chỗ nào có bồn tắm hay không Trên bài này thì không nói Không thấy nói chỗ nào có bồn tắm hay không Thì chúng ta lại phải xem căn nhà Đây, căn nhà Nhà xem có bồn tắm hay không Đây, chúng ta để ý nhé đây là nhà vệ sinh này à, có cái từ là yoku si cái từ này nó hơi bị mờ nhá từ tôi không yoku là bồn tắm đấy nhá yoku si chữ nếu mà các bạn không nhìn thấy thì các bạn có nhìn thấy cái căn nhà như này các bạn cũng hiểu được là cái cấu trúc của cái căn nhà nhá đây đó, thì có có chứ không phải là không nhá nên là câu này sai luôn đấy thì chỉ còn câu hai thôi đúng không cần là hướng về phía nam đó, chúng ta cứ xem đây phía nam này hướng về phía nam đây đó bài này thì ra thì nó khá là dễ trong đi thi thì chắc là người ta sẽ không cho bài dễ như thế này đâu sẽ cho khó hơn tí nhiều thông tin tí cho các bạn kiểu như dễ nhầm ấy nhắn nên là đây là chúng ta đang luyện thì chúng ta cứ luyện từ dễ lên đến khó cứ luyện dần 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 chúng ta sẽ đánh mắt nhanh chúng ta có thể biết là tìm à tôi nên tìm ở chỗ nào nha tôi nhìn chỗ nào chứ không cần thiết phải đọc các bài đây là mình đang hướng dẫn thôi nhá tôi như là đi thi thì các bạn sẽ không đọc không vội đọc nha các bạn sẽ đọc câu hỏi như câu này khi mà hợp đồng thì phải cần bao nhiêu tiền thì chúng ta cứ đi tìm chỗ nào có từ hợp đồng đây đây có từ hợp đồng đây khi mà hợp đồng đây thì một tháng tiền nhà này đây một tháng tiền uh, cọc này à, và một tháng tiền uh, cảm ơn cũng ok này cũng được này đó thì người ta cộng lại thôi là được thôi nhá câu hai cũng vậy câu hai thì vào cái phù hợp à cái phù hợp này thì chúng ta cũng phải đọc cả nha nếu mà câu hỏi mà nó bảo là cái đáp án phù hợp thì chúng ta cũng phải hiểu hết cả bài chúng ta loại trừ nhé chúng ta cứ đọc từng câu hỏi mà chúng ta loại trừ là được ok chưa ờ vậy mình đã xong môn đài 54 cố gắng luyện tập thật nhiều nhé ơn mọi người đã xem video của mình